Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái clip hôm nay mình sẽ test cái khẩu súng Ska sa mạc, một cái khẩu súng mà được ném vào trong cái sự kiện lần này. Thì thực ra là cái khẩu này đã từng xuất hiện của cái sự kiện trước rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip 2 trong 1 luôn. Đó là vừa đấu danh và vừa đấu zombie bằng cái khẩu súng này luôn để xem coi nó như thế nào. Thì thực ra thì lúc nãy mình đã test thử 2-3 trận bằng cái khẩu súng này rồi. Thì thật sự là bắn khẩu này rất dễ gây ức chế luôn, bắn rất là khó. Đây rồi, thì bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn coi luôn đây. Rồi, đây, đấy chính là cái ngoại hình của em nó đây. Nó y chang như cái khẩu súng Ska được bán trong shop ấy. Nó chỉ khác nhau về cái lớp sơn thôi. Khẩu này thì nó là sa mạc cho nên là nó mang cho mình một cái lớp sơn đầy sa mạc luôn. Đấy, phát bom đầu tiên. Và cái map này là map Giang Nam đặt bom. Rồi, xin chào. Hôm qua điều này là mình toàn... Đây, chạy, chạy. Chạy vô đây, rồi một cái mồm đầu tiên. Này thì nhảy cái nhót này đấy, khẩu này nó khá là giật cho nên là bắn vớ va vớ vấn thì rất là dễ headshot. Đây là cái ưu điểm của nó đấy. Đâu rồi, có một tên trong này. Đây. Ui, áp sáng à, thôi. Ô đù, mình tưởng cầm snip chứ, ai ngờ đúng này. Đập mặt ngay vô thanh niên cầm đắc sáng thế này, đúng rồi vỡ mồm rồi. Thì cái khẩu này ấy, mình thấy nó có cái nhược, nó có cái, mỗi cái ưu điểm là thay đạn nhanh thôi và cái sát hại của nó ở mức cũng khá là cao. Tuy nó không bằng đắc nhưng mà mình thấy sát hại như thế này cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên thì nó mang cho mình quá là nhiều nhược điểm này, ổn định rất là thấp này, xạ tốc thì cũng thấp này và cái độ giật của nó lại cao nữa, cho nên là để làm quen được cái khẩu súng này thật sự rất là khó luôn. Mình thì bắn những cái dòng súng giật như thế này là mình rất là khó, rất khó chịu luôn, thật sự luôn. Nhưng đắc cần nai thì mình bắn mãi mình mới có thể làm quen được khẩu này, nó còn giật hơn nữa. Đấy, giật lắm, bắn thì nó cũng y chang như súng xốp thôi. Mà mình thấy bắn nó còn tệ hại hơn súng xốp ấy. Tại vì súng xốp các bạn có thể nâng được lên 9. Khẩu này level 8 là đã mắc rồi hay sao ấy. Tại vì mình nhận được cái khẩu này level 8 mà. Thôi chả ở đây rồi. Bị FB, một tên FB yếu này. Đâu ơi, ôi đù, đông thế. Ui, rồi, đù, sao đông thế này. Mình tưởng có một tên, 3 còn tên nữa. Hai chị giật băng luôn. Lên hốt đi bạn ơi, này thì hồ báo. Đấy, hồ báo đi. Tuyệt vời. Rồi, tiếp tục nào. Lúc nãy cầm khẩu này đi test mà đúng thì thật sự là mình ngậm hành luôn. Đủ không có ai đi đường B nữa à? Chắc là FA hết rồi. Chắc là đang thủ nhà hoặc là đang ngách A đấy, biết ngay. Ui thôi, cám lợn rồi. Chơi xong còn một mình, ôi thôi, vậy là còn một mình luôn. Đủ, làm gì đấy, này thì chết này, đấy, hai cái mồm. Được cái là cái độ giật cao cho nên là rất dễ headshot luôn. Bom mặt rồi, ui rồi được chết này, rồi bom, ơ đù. Đâu rồi? Đủ bom lại bên khu B à? Mình thấy sao bên khu A đông thế này mà lại cuối cùng lại bom đặt khu B à? Hai ông nữa đâu rồi? Đậu phộng. Cầm khẩu này nữa. Đục khả thính xem có dính máu không? Đây rồi. Nhảy làm cái gì đây? Lại đấm mồm kìa. Tuyệt vời. Tên cuối cùng này. Snip à? Snip. Thôi anh ơi, thôi anh ơi. Từ anh ơi. Yếu máu rồi. Ngu người. Ở thanh niên này. Có kỳ không đây? Kỳ không? Ôi mày quá. Ôi buồn cười cái thanh niên vừa rồi vãi. Thanh niên kia hốt hay sao ấy, thấy mình quăng cái bom cuối cùng tự sát luôn. Nó thải vãi trưởng ra đúng gì. Lâu lắm rồi mình mới có thể gặp những cái cảnh buồn cười nhất trong tập kích. Ôi đù sao bị giết chứ gì đã, đồng đội mình đã chết hai người này. Snip bắn sang, đây rồi. Chạy vô đây, đù thôi xong rồi. Ôi trận này đúng rồi. Hai trận rồi, trận trước cũng chẳng có ai giết được mạng nào, trận này có mỗi mình giết một mạng, cuối cùng đồng đội chết hết luôn. Đầu đồng đội kiểu như ham công hay sao ấy, toàn công lẻ thôi, dễ bị chết lắm. Mình thủ ở nhà thôi, mình là bên phe liên minh cơ mà. Không nên dại dột gì mà công hết. Cứ anh em cứ nấp ở nhà thôi để nó sang rồi mình đấy là như thế này này. Mình như thế này, đủ giật quá, trong này còn một tên nữa này. Đúng thế. Ok. Vừa thấy ra đấu với đầu đội mình mà sao đâu hết rồi. Ồ đèn thế, phà móc vừa rồi mà. Hai tên luôn không biết bắn tên nào. Đèn thật. Rồi trận này thì đặt niềm tin vào đồng đội thôi. Đấy khẩu súng rất là thốn nha. Trước mình đã test cái khẩu KSG đã ức chế lắm rồi. Test khẩu này lại nữa cực kỳ là mắc ức chế luôn. Đắng mề thật rồi. Cho phát bom luôn rồi, lên đây kế tiếp xem có thanh niên nào đi này không. Thì theo mình nghĩ chắc là khẩu này là cái khẩu súng mà có cái xạ tốc chậm nhất trong cái dòng súng Rai đấy, thật sự luôn ạ. Đây rồi, đúng là cái gì đấy,
được cái ưu điểm là nó rất dễ headshot, kiểu như nó giật mà. Á à, rồi bóng đặt khu A kìa, anh em đâu ép lên luôn, quăng phát slash này, rồi hay quá, gỡ đi thắng rồi. Cũng may mà cái trận này mình cũng không đến nỗi tạ, thật sự chắc những cái trận trước mình cực kỳ tạ luôn. Rồi thì chắc có lẽ là xong cái trận này thì mình sẽ test trong chế độ đấu zombie luôn nhá, mình test một trận dành vậy thôi, thật sự test trận thứ hai mình không dám test luôn. Ok, rồi và bây giờ thì chúng ta rồi đợi mấy ông zombie cái thanh niên hero còn lại mà lâu quá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vác cái khẩu này vào trong chế độ đấu zombie. Thì cái trận đấu này đã bước sang cái hiệp đấu thứ tư rồi, cho nên là mình sẽ test nốt hai cái hiệp còn lại thôi. Thì cái clip này mình làm song song vừa đấu danh vừa đấu zombie để cho các bạn so sánh được cái sự ưu điểm và nhược điểm của khẩu súng này trong hai chế độ đó. Rồi zombie đây rồi, làm gì đây, y tá à? Á đồ đêm mạnh phết nhỉ, khẩu này mình thấy đêm zombie mạnh phết được đấy. Rồi khẩu này đêm zombie không phế như đêm người, đi săn xem nó như thế nào nào, có đủ. Nhưng mà rất đáng tiếc là không thể nào mà cãi được những cái dòng súng MG hoặc là những cái dòng súng mà có cái xạ tốc nhanh. Đáng mê thật. Khẩu này mà đi săn những cái dòng súng đó thì xác định là chỉ có mà ngậm đắng nốt cay thôi. Đấy, lại còn bị sở níp nó cãi như thế. Đáng mê thật. Đã đủ đây này. Tùy vãi. Đây, mình xin cái hộp đạn nhá, mình xin cái hộp đạn nhá. Rồi. Á, đồ thanh niên zombie này định la liếm mình rồi. Nghĩ gì? Này thì la liếm này, đấy, bây giờ mới được một mạng này. Tuyệt vời. Cái này thay đạn nhanh cho nên là săn zombie cũng khá là tốt. Ô, ta vừa rồi lại còn bị Sky Evil cái KS nữa. Lại bị cái thằng họ hàng cùng với họ hàng nói khẩu này KS mới đắng mề chứ. Ở đây rồi, định làm gì đây? Lại định chết 3-4 lần mà chưa chừa cơ. Chưa chừa, hổ báo xác định cho ăn dao luôn. Không phải suy nghĩ nhiều. Đấy, rồi. Cho bạn xem TV LCD luôn. À, chị y tá này. Đấy, chị cứ rón rén dĩa theo mình thôi. Không biết là chị thích mình từ khi nào ấy. Đậu phộng trôi, thích mình mới lên một tiếng chứ. Cứ rón rén đằng sau lưng nguy hiểm lắm. Con gái thời nay rất nguy hiểm luôn. Đây này, y tá này đi đâu đây? Đậu phộng đêm vào rồng, đêm vào đầu mạnh phết nhỉ. Nhưng mà dã như thế này thì nó khá là giật. Đấy đấy đấy, y tá. Ui, đúng rồi. Thật sự có này đêm thì khá là mạnh. Cũng gọi là tạm được khi săn zombie. Cái này thì mình nên đi săn lẻ thôi, chứ còn đi săn cùng với mấy ông dòng SMG thì không thể nào mà KS được hàng luôn. Cái tỷ lệ KS thì rất là khó. Ừ, y tá đâu nhỉ, mình xin cái hộp đạn nhá, tính sao. Đây rồi, ơ đù, ôi vãi. Ơ chị canh ngay bên cạnh hộp đạn, may thật đấy, may mà không nhìn thấy mình. Sao chị y tá này yếu đuối thế. Đùa, có y tá mà sao không dùng cái skin tàng hình lên cào mấy cái ông thú dâm trên bàn thờ ấy. Đấy, lại còn bị thú dâm KS hàng của mình, khốn nạn thế. Người ta đi săn vất cả vả như thế này rồi mà còn bị KS này. Đây rồi, à, chị thấy mình rồi. Ui rồi. Đấy, bị P90 Dragon kia KS. Rất đắng mề luôn. Ôi, y tá này sao yếu đuối thế. Sao nhân vật y tá mà sao yếu đuối thế này. Cho phát bom luôn này. Đùa, tàng hình một phát lên. Mình mà là y tá, mấy ông thú dâm trên bàn thờ xác định với mình từ lâu rồi. Đây này. Mình xin này, đấy, đấm mồm, tuyệt vời. Cái này mình dã vào người thôi nhá, nhưng mà rất dễ headshot này. Đây rồi, đứng đây làm cái gì. Á, à, khẩu này bật zoom lên, bật zoom ngắm lên, bắn nó ổn định lắm các bạn ạ. Nó không như là mình không bật zoom. Ô đù, được đấy. Bật zoom lên thì bắn này rất là ổn định luôn, nó không, nó hơi giật chút thôi. Còn không bật zoom thì nó mới giật. Khá là ok, nhưng mà không phải lúc nào thì mình cũng có thể bật zoom được. Tại vì khi bật zoom ngắm lên thì nó sẽ bị hạn chế cái tầm nhìn đó, cho nên là khá là khó khăn khi đi săn zombie. Rồi, được đấy. Tiếp tục nào, còn hiệp cuối cùng nào. À, zombie đây rồi. Ôi trời ơi, lại chị y tá à. Rồi chứ có phải là cái chị y tá lúc nãy không đây, sao mày lại bắt đầu nhìn thấy mình thấy hơi ngao ngáo đấy. Có đủ cầm gậy kìa. Đứng ngay bên cạnh nó phàn như thế rồi mà không cào được. Mà sao lại treo máy, mà sao lại hồi sinh ngay thế này. Lại lừa dình nhau à. Đấy, mình đã bảo rồi, con gái thời nay nguy hiểm lắm. Thích mình là không thèm nói đâu, cứ rón rén sau lưng thôi. Lại còn cái kiểu lừa tình này, giá treo này. Bố, định làm gì. Không có ai xuống ôm chầm lấy chị đâu, nghĩ gì. Đây rồi, mình cho đấm mồm này. Đấy, chết luôn này, rồi.
Đó, chà chà, kiếm hộp đạn đó nào, hết hết đạn rồi. Đây rồi, à, đứng đây này, đứng đây này. Cái sao zombie này lại treo máy rồi à, chán thế nhỉ. Hiệp đấu cuối cùng là mình phải quẩy lên. Đấy, lại còn bị cả khẩu AK-47 SWAT kia, cái S hàng nhục chứ. Cái này chắc mình đâm đầu vào gối mình chết thôi. Súng ống gì đâu mà. Yếu sinh lý quá, đã đây rồi. Đậu phộng thôi, sao cái trận này sao mà mình thấy nó trẻ nhạt thế. Chẳng có nhẽ cho bạn phát bom rồi cho bạn hết trận luôn nhỉ. Đấy, cho hết trận luôn này cho nó nhanh. À được, còn bị gậy nó cay hết nữa. Rồi ok, chắc có lẽ là mình xin kết thúc cái clip tại đây thôi. Thì cái clip này thì mình cũng chỉ test cái khẩu súng này qua hai chế độ để xem coi nó có cái sức mạnh, nó thật sự là nó mạnh ở cái chế độ nào. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.